Hello, xin chào anh em, lại là mình Admin Hoàng Sơn, kênh Máy Anh Cụt đây. Ngày hôm nay thì mình đã lên sóng một cái video mình giới thiệu đến anh em các dòng sản phẩm trong cái dịp đầu năm 2023 ở Máy Anh Cụt chúng mình đang có những chương trình ưu đãi rất hấp dẫn. Thì ngày nay thì mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái dòng máy nó khá là cao cấp. Dòng máy này thì nó sẽ phục vụ rất là tốt cho những ai mà có thể mình đang là những người có thể là mình cũng mới chơi máy ảnh nhưng mà mình muốn đầu tư một khoản đầu tư vào con máy mà có thể mình dùng được lâu dài. Mình không thích việc là phải cứ vài ba tháng lại phải nâng cấp máy một lần. Mình muốn tìm con máy mà nó thực sự chất lượng để mình có thể dùng được khoảng từ 3 cho đến 5 năm tới mà không nhất thiết là phải nâng cấp. Hoặc là có thể anh em thời điểm này mình cũng đang dùng những dòng máy mang cả bên crop này, những dòng máy entry level, và mình cũng đang tìm đến việc mình muốn nâng cấp lên một cái dòng máy nó cao cấp hơn để mình cũng có thể mình được dùng được lâu dài và cho anh em những cái trải nghiệm nó mới, những cái chất lượng nó cao hơn này, chất lượng hình ảnh nó tốt hơn, công nghệ hiện đại hơn. Thì mình không thể nào mình bỏ qua được một con máy mà kênh Máy Anh Cụt chúng mình cũng đã giới thiệu ở trên một vài video trước đây. Nhưng mà ngày hôm nay mình cũng xin giới thiệu lại lần nữa, đấy chứa con Canon 6D Mark II. 6D Mark II thì cũng là một con máy cũng được nhiều người biết đến rồi, đặc biệt là những ai mà cũng đã dùng máy Canon nhiều và cũng là những người mà có thể mình yêu thích các dòng máy Canon thì chắc chắn là đã biết con 6D Mark II này nó tốt như thế nào, nó đem lại cho người dùng cái chất lượng, cái giá trị nó tuyệt vời như nào. Tuy nhiên thì video này thì mình cũng xin làm một cái bài mình tổng kết và mình giới thiệu nhanh đến anh em những cái thế mạnh của con máy rất là tuyệt vời này. Đầu tiên thì nó là con máy Canon, một cái thương hiệu rất là mạnh, cực kỳ nổi tiếng đến từ Nhật Bản, thương hiệu máy ảnh hàng đầu thế giới. Ai nhìn vào máy Canon thì đều biết là một con máy chất lượng, ai nhìn vào máy Canon thì đều biết là một con máy uy tín. Thế nên nếu như anh em mà mình cần tìm con máy ấy, mà nó thứ nhất là nó sẽ cho anh em được một cái sự tự tin khi mình sử dụng này, và thứ hai là có thể trong thời điểm mình sử dụng mình có đang tính đến việc mình muốn mua đi bán lại, mình muốn trao đổi ấy, thì cái cộng đồng, cái thị trường người chơi, người dùng máy ảnh Canon thì rất là nhiều. Nên nếu như anh em mà đang quan tâm đến con máy này, nhưng mình cũng đang cân nhắc đến việc là một con máy nó phải dễ mua đi bán lại, có thể trong tương lai mình nâng cấp hoặc là mình chán mình muốn bán đi cho người khác ấy, thì những cái dòng máy đến từ thương hiệu Canon sẽ thường là cái lựa chọn giúp cho anh em có được một cái khả năng mình bán lại nó dễ dàng nhất và nó giữ giá nó tốt nhất. Một cái điểm mạnh thứ hai mà con 6D Mark II này nó làm rất là tốt đó là nó mang cho mình cái cảm biến full frame và nó sẽ cho anh em được một chất lượng ảnh nó cực kỳ tốt. Cái cảm biến full frame thì nó sẽ thường có thể đem lại cho anh em cái màu ảnh này, nó thứ nhất là cái độ trong trẻo nó rất là tốt này, thứ hai là độ sắc nét của những cái dòng cảm biến full frame này nó luôn được đánh giá cao hơn so với những dòng máy mang cảm biến crop, cảm biến ABS-C. Cái thể hiện màu sắc của những dòng máy mang cảm biến full frame thì cũng vượt trội so với dòng máy mang cảm biến crop nhá. Thường những ai mà mình đã theo đuổi những ảnh chuyên nghiệp thì đều sẽ dùng dòng máy mang cảm biến full frame, và sẽ rất ít trường hợp nào mà anh em khi mà dùng những dòng máy mang cảm biến full frame này mà cho những cái kết quả mà mình không hài lòng, bởi vì cái cảm biến full frame này thực sự nó đem lại cho anh em cái màu ảnh nó đẹp và nó có độ trong trẻo, có độ sắc nét nó tốt. Bên cạnh đấy thì nếu như ai mà mình cũng theo đuổi cái thể loại ảnh mà chụp xóa phông ấy, ví dụ như là mình muốn chụp chân dung xóa phông này, muốn chụp tĩnh vật, chụp nghệ thuật ấy, thì cái cảm biến full frame trên một con máy như con 6D Mark II này ấy, thì cũng sẽ cho anh em một cái trường nét nó mỏng để mình có thể mình chụp xóa phông, mình kèm với những cái dòng ống kính khẩu lớn ấy, mình mở hết khẩu ra, mình có một cái trường nét nó mỏng để mình chụp lên cái bokeh rất là mát này. Và đặc biệt thì với một cái cảm biến full frame như con 6D Mark II nó đang mang ấy, thì cái màu ảnh nó được có thêm một cái điều nữa cũng rất tuyệt vời, đó là cái việc nó trường tồn theo thời gian. Cho dù là anh em có dùng một con máy mang cái full frame nó ra đời cách đây 10 năm, hay là một con máy nó mới ra gần đây như con 6D Mark II này, hay thậm chí là anh em có dùng cái con máy mang cái full frame thêm 10 năm nữa, thì cái màu ảnh của nó vẫn là quy chuẩn, nó vẫn làm cái vẻ đẹp rất ước lệ. Mà dù những dòng máy khác, những dòng máy đời mới hơn, có thể nó có thêm cái bước tiến về công nghệ ấy, như kiểu như là về khả năng quay video hay là những cái công nghệ lấy nét nó rất hiện đại, thì cái bản chất, cái cốt lõi nó vẫn là mang cái cảm biến full frame, thì cái màu ảnh cũng không khác nhiều so với con 6D Mark II này. Nên anh có thể yên tâm, với con 6D Mark II mình dùng được rất là lâu dài, không bao giờ sợ về vấn đề cái màu ảnh của nó bị lỗi thời theo thời gian. Cái màu ảnh của con 6D Mark II nó đã được hoàn thiện ở mức độ hoàn hảo nhất rồi. Nên là nếu như mình đang cần tìm một con máy để anh em có thể yên tâm, màu ảnh mình chụp mình vẫn còn cho ra được cái bức ảnh nó đẹp thêm khoảng từ 3 đến 5 năm tới, mình chọn con 6D Mark II cũng là một cái lựa chọn rất là ok, rất là đúng đắn. Tiếp theo thì là về những cái tính năng hỗ trợ người dùng rất là tiện ích, rất là hiện đại của nó này, thì nó cũng trang bị một cái màn xoay lật cũng giống những dòng máy entry level. Thì đây là một cái tính năng nó thường sẽ chỉ có mặt ở trên những dòng máy như kiểu như những dòng 700D, những dòng 800D, những dòng 60D, 80D các thứ. Nhưng mà con 6D Mark II này thì cũng là một trong những dòng máy đầu tiên của Canon mang cảm biến full frame và được trang bị cái màn xoay lật kiểu như thế này, giúp cho kể cả những người mới chơi, những người chưa có kinh nghiệm sử dụng máy ảnh nên cũng có thể mình có thể làm quen, mình làm chủ con máy này một cách khá là dễ dàng. Mình có thể mình lấy những góc ảnh cao thấp này, góc ảnh selfie này, hoặc là mình dùng cái màn hình này để mình phụ cho nhu cầu như dụ nhà quay video chẳng hạn ấy, cũng rất là tiện này. Giao diện của con máy này thì nó cũng khá là đơn thuần thôi, nó cũng không có quá nhiều những cái phím nút chức năng các thứ, nên là một người mới chơi thì mình cũng có thể mình làm quen, mình làm chủ cái bộ máy này cũng khá là dễ dàng.
nó cũng có trong mình một cái màn hình phụ ở đây để anh em có thể mình xem cái thông số cơ bản nhiếp ảnh này, như ở ISO tốc khẩu này, và nó cũng sẽ tiết kiệm pin hơn cho các anh em để mình có thể mình dùng được có cái thời lượng nó lâu dài, sử dụng thoải mái. Với bên cạnh đấy thì về cái công nghệ của con máy này thì cũng có khá nhiều cái tiện ích nó rất là hay này, ví dụ như có khả năng kết nối wifi để anh em có thể chuyển ảnh từ máy ảnh sang điện thoại rất là dễ dàng, không cần phải chuyển qua những cái adapter hay là cái đầu lọc thẻ hay là chuyển qua máy tính. Nó cũng có một cái khả năng, cái hiệu năng lấy nét rất tốt này, kể cả qua ống ngắm hay là qua màn hình xoay đặt của nó này, nó đều được cái công hỗ trợ cái công nghệ Dual Pixel để anh em có thể mình lấy nét, mình bắt được phần lớn những cái mục tiêu di chuyển ở mức tốc độ vừa phải. Thì nhìn chung về cái giá trị này, về cái chất lượng ảnh này, về cái như cái công nghệ đi kèm thì con Xoáy Mark 2 này thì đều khá là đầy đủ này. Một trong những con máy mà thậm chí ngay cả thời điểm năm 2023 này thì đều được rất nhiều người đánh giá là con máy rất là tốt dành cho những người, có thể là những người mới chơi, những người nhiếp ảnh nghiệp dư, những người amateur mình đang tìm một con máy có chất lượng ảnh đẹp, có một cái giá trị sử dụng nó lâu dài, có những cái công nghệ đi kèm nó tốt để hỗ trợ người dùng ấy. Thì hiện tại con Xoáy Mark 2 nó vẫn là một trong những lựa chọn hàng đầu mà các anh em nào mà mình đang tìm con máy để mình dùng, mình phụ cho nhiều nhu cầu khác nhau thì cũng không thể nào bỏ qua. Mình có thể dùng con này phụ cho nhu cầu mình chụp chơi, mình có thể làm quay nhiếp ảnh, mình có thể dùng để chụp chân dung, đi chụp du lịch, đi chụp bức ảnh để mình lưu niệm kỷ niệm các thứ này. Hoặc mình cũng hoàn toàn có thể dùng con này để phụ cho nhu cầu mình làm nghề, làm dịch vụ nhẹ nhàng, mình làm cái job nhẹ nhàng kiểu đi chụp sự kiện, đi chụp chân dung mẫu khách các thứ. Nó cũng là một cái combo cũng hỗ trợ rất là tốt việc anh em làm việc ở những cái cơ độ cao. Nên tóm lại đây là một con máy nó rất là đa dụng, phụ nhiều mục đích khác nhau. Mà nếu anh em nào mà mình có thể thời điểm này mình mới chơi, mình gọi là mình đang muốn đầu tư một máy, mình nâng cấp từ dòng máy entry level lên, mình muốn dùng được lâu dài, dùng được khoảng tầm 3 đến 5 năm tới không cần phải nâng cấp, thì không thể bỏ qua được con Xoáy Mark 2 này. Và hiện tại thì ở Máy Ảnh Quân Đội chúng mình cũng đang có chương trình ưu đãi dành riêng cho con Xoáy Mark 2 này, những chương trình trợ giá và kèm những quà tặng rất là hấp dẫn tại thời điểm năm 2023. Thì nếu anh em nào đang quan tâm muốn biết thông tin chi tiết về cái ưu đãi này hãy để bình luận dẫn comment để chúng mình thể báo thêm đến các anh em cái thông tin chi tiết về cái dòng Xoáy Mark 2 này và những cái phần quà ưu đãi để anh em có thể mình lựa chọn trong thời điểm này nó được nhiều cái ưu đãi hấp dẫn. Ok, nếu anh em cảm thấy video này hay và muốn có thêm nhiều cái video diễn sản phẩm nhanh nhảy, hãy để một like, kèm một sub để đón xem cái video tiếp theo của chúng mình nha. Ok, xin chào tất cả các anh em. Hẹn gặp lại trong video sau. Mình là Hoàng Sơn.